7 giờ sáng, hiện tại là mình đã tới nhà của bé Mở rồi. Có đâu mà sợ, đi tắm hả? 9 giờ 30 tối, hiện tại là mình đang có mặt ở Sài Gòn. Và hôm nay là một vlog rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thì mình và bé Mở sẽ về Nha Trang để đón một thành viên rất là quan trọng, là mình rất là nhớ nó. Đó là cái gì? Đó là bé Gấu. Thì như các bạn biết á, thì bé Mở đã dọn vào Sài Gòn được hơn 2 tháng nay rồi. Và đã rất là lâu rồi bé Mở vẫn chưa gặp lại bé Gấu. Bé Gấu mà mình quay một chào cái vlog mà ở Nha Trang đó. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ về Nha Trang và sẽ đón bé Gấu vô Sài Gòn ở chung luôn. Thì mình không biết bé Gấu khi mà gặp lại bé Mở sẽ như thế nào. Chắc chắn nó sẽ mừng rồi, lâu lắm nó không có thấy em. Biết đâu là bây giờ nó giận luôn, nó không nhận ra em, nó giận luôn rồi sao? Không có đâu, đương nhiên là nó sẽ nhận ra mình. Tại vì ở trong đây mình cũng hay gọi điện về cho mẹ. Nhưng mà anh thấy là mỗi lần em gọi á, nó lơ em luôn, nó đâu có nhìn em đâu, nó giận em rồi. Tại vì em bỏ theo cha em vô Sài Gòn. Các bạn nghĩ là Gấu có nhận ra bé Mở và có vui mừng khi gặp bé Mở hay không? Comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì tụi mình chuẩn bị lên xe để ra Nha Trang rồi các bạn ơi. Sắp được gặp Gấu, sắp được gặp ba mẹ rồi, mừng quá. Thanh niên leo lên giường mà không chịu chú ý, đạp một phát trúng cái thanh giờ đâu nằm một giữa này. Bảy giờ sáng, hiện tại là mình đã tới nhà của bé Mở rồi và đang rất là hào hứng để gặp bé Gấu, thử coi phản ứng của bé Gấu như thế nào. Sắp tới nơi rồi. Wow. Trời ơi, cái đầu gì ghê quá vậy? Tao biết không? Oh. Em học dở mặt ra nó biết không? Anh liếm miệng nè, em thấy không? Đâu coi nhảy không? Nhảy không? Trời ơi, tụi tôi đi về xong tôi thấy nó khác dễ sợ luôn á. Rút tôi đi gì lông dài rồi, đẹp đẽ rồi giờ rút quá vậy? Hả? Gấu ơi, bây giờ chở Gấu đi chơi nha. Em ơi, giờ em dẫn Gấu đi đâu ạ? Bây giờ thì mẹ mình sẽ dắt tụi mình đi ăn sáng. Đố các bạn là món gì? Một món mà mình rất là thích. Món đó là quen thuộc luôn. Mỗi lần tới Nha Trang đều ăn. Hửi khôn quá, hửi bịch rác không à. Bánh căn mật, một món rất là quen thuộc khi mà mấy bạn đi về Nha Trang. Hiện tại là tụi mình đang ở chợ Chuột, thì mới vừa ăn ăn bánh căn xong, mới dắt anh chú ăn bánh căn xong thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn ăn thịt Gấu. Sam Nam. Ăn gì? Sam Nam. Cái món ăn mình rất là thích. Tên nghe lạ quá các bạn. Món ăn gì con? Dạ con hai ly hai thứ. Cái này ít hơn em gì? Trong Sài Gòn cái màu xanh đó gọi là xương sáo. À mỗi chỗ dạ. Nó mỗi khác. Bây giờ bởi vì người nói tôi không hiểu. Còn cái này ở ngoài đây người ta gọi là xương nam. Còn cái màu trắng này á người ta gọi là xương xa. Xương xa với xương nam. Một ly này chỉ có 3.000 thôi. Trong Sài Gòn thì chắc là ly này là 5.000. Nhưng dài là 5. Còn đầy là 7. Có gừng. Có mùi gừng. Mùi này của nước đường. À, ẩm Gấu giống như là tập tạ và Gấu nặng quá. Gấu nhị heo à. Gấu nặng ít nhất 5kg á. Xạo quần. Thiệt. Quay. Quay. Hello, đây là mẹ của mình. Thấy chưa thấy không? Ai là mẹ?
đẹp hơn là mẹ à, tôi nhờ thấy không, nói thấy chưa. Xin chào các bạn, mình là bé gấu đây. Và xin chào mọi người nha. Go 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 go. Go. Mẹ. Go. Giật nó rồi, ok bây giờ thôi. Đi chơi cảm giác mạnh mà. Đây, anh chú đang làm chuối. Chim chó bên cạnh thì đi vòng vòng chơi. Anh chú đang làm chuối. Tối nay tụi mình sẽ dẫn gấu đi chơi. Đây gấu lại đây. Đây. Chào các bạn, tối nay thì mình dẫn gấu đi ăn sữa chua. Nãy giờ các bạn thấy không, một mình gấu mà ăn hết một đống sữa chua trên bàn á, 1 ly, 2 ly, 3 ly, thêm 2 ly này nữa là 5 ly, thêm 4 ly chân châu nữa. Gấu ăn nhiều vậy làm sao mà đem gấu vô Sài Gòn được. Bỏ gấu Nha Trang luôn nha. Nha. Mấy bạn thấy không? Đúng gấu. Không cho gấu nữa, bớt phòng gấu luôn. Gấu ăn nhiều quá gấu. Gấu, cười miếng gấu. Cười đi. Má xấu quá. Các bạn ơi, bữa giờ thì mình dẫn bé gấu đi chơi vòng vòng ở Nha Trang cũng được 2-3 ngày rồi. Và tối nay á, thì mình sẽ đưa bé gấu vào lại Sài Gòn để giống như là một món quà bất ngờ dành cho bé gấu. Vì căn nhà mới sẽ chuyển bé gấu vô nhà mới. Sao con sợ con? Không sợ hả? Nhiều con quá. Nhiều fan quá nè. Gấu có nhiều fan quá nè. Rồi. Mình hy vọng là cái hãng xe này sẽ cho em gấu lên trên xe. Mình đang lo quá, không biết là có cho em lên xe hay không, hay là để em dưới gầm xe. Vì để em dưới gầm xe nó hơi bị nóng và chật chội mọi người. Xe tới rồi. 7 giờ sáng, hiện tại là tụi mình đã về tới nhà. Và gấu tối qua giờ bị nhốt ở trong hầm xe, giờ xuyên đi dễ sợ luôn á. Thấy đường phố Sài Gòn thế nào con? Lạ quá hả? Lạ quá, đi đâu cũng nhìn đến hai mắt giáo giác. Gấu, biết nhà mình đâu không gấu? Mấy con quỷ này, giống mặt à. Bé gấu lần đầu tiên đi thang máy. Con. Con thấy nhà mới thế nào gấu? Trời ơi, uống nước quá trời luôn. Sao tối qua một đêm kinh hoàng hả con? Tí dẫn gấu đi tắm nha. Chào các bạn, hiện tại là mình đang ở Hachiko Pet Shop. Địa chỉ là 51A Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3. Cho bé. Ok, còn bây giờ vào bên trong thôi các bạn ơi. Đi thôi. Sợ gấu, sợ gấu. Em sợ, em run rồi nè. Xung quanh có nhiều anh dữ dằn quá. Năm giờ rưỡi chiều và bây giờ mình lại đón bé gấu. Hiện tại là mình vừa quay lại shop thì nãy giờ mình đi cắt tóc á, và bé gấu thì đã tắm xong sạch sẽ rồi. Trời ơi, thơm phức luôn á. Các bạn coi nè, cái đầu lông mượt dễ sợ luôn nè. Em đẹp trai không? Mấy bạn có thấy em đẹp trai không thì comment bên dưới cho mình biết nha. Hồi nãy thì lông bị quấn đúng không? Đây. Còn giờ lông hả tơi ra, trời nhìn đã dễ sợ luôn á. Ok, còn bây giờ thì chắc là đưa em gấu về với mua thêm mua một ít đồ chơi đồ. Nữa. Gấu muốn massage. Mua đồ massage cho gấu nè. Coi kìa, coi mấy chó con rồi nhoi kìa. Em câu nguyên đám bu gấu à. Bây giờ tụi mình sẽ mua một ít đồ cho gấu và sau đó sẽ về nhà nha các bạn. Các bạn ơi, gấu mới có áo mới. We Bear Beer. Chúng tôi đơn giản là gấu. Ui, nó tên gấu luôn á. Đúng rồi, em rửa tên của gấu mà. We Bear Beer.
Yippee. Wow. Thôi mẹ bé yêu, đi spa xong thì bây giờ hình như là đau lưng mỏi khớp háng, mỏi khớp vai gì đấy, nên cần mình massage. Thấy sướng không? Người ta nói sướng như chó là có thiệt đó mọi người nè. Hồi nãy thì tụi mình có mua một số đồ chơi giống như là cây massage và đồ ăn, sữa tắm và một số đồ cho bé gấu nhà mình. Sao các bạn thấy có giống như là sướng như chó không? Thôi, mở bé massage để rồi về phá không? Các bạn muốn tụi mình quay clip nhiều về bé gấu không? Bạn nào muốn hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nha.